Alo, thân chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của mình. Rất vui khi gặp lại mọi người trong một cái video clip tiếp theo của mình nha mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ trở lại với clip làm bóng đèn, sửa bóng đèn. Thì trên tay mình đây là cái bóng đèn mình đi ve chai mình mua được. Bóng đèn nó to như vậy nè. Bóng đèn này nó 50-60W gì đó. Nhưng mà cái watt thực tế của nó thì theo mình biết là nó khoảng chừng 30 à. Cái bóng đèn này lúc trước á là nó bị hư con led này nè, mình nói tắt. Và bây giờ thì mình không có muốn mà nói tắt chỗ này nữa. Mình sẽ thay led để cho cái mạch này nó bền hơn nha quý vị. Chứ mà nói tắt chỗ này thì xài một thời gian á thì nó cũng hư nữa à. Và bây giờ mình nữa là muốn là thay con led này luôn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha quý vị. Để làm thì trước tiên chúng ta phải chuẩn bị trước những cái con led. Ở đây mình có sẵn mấy con led rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử con led này nó sống hay nó chết trước cái ha. Để khi mà mình thay nó thì cái công việc nó diễn ra được thuận lợi hơn. Chứ nếu như mà ấy, đó, quay đỏ quay đen thì mình sẽ chập vào. Rồi con led này còn sáng là nó tốt nè. Rồi mình lấy ra hai con led. Mình thử một con nữa đặng dự phòng lỡ như mình mà có mà lấy mà nó vụng về quá mà nó bị là rơi vứt á, thì cũng được. Rồi, con led này cũng sáng luôn, vậy là ta được hai con rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đó là tiến hành là sửa bóng đèn thôi. Mình sẽ cho cả nhà xem cái bóng đèn này mình đã nối tắt lại và vẫn xài được bình thường ha. Đây. Đó, khi điện vô thì nó vẫn sáng. Nhưng mà cái độ bền đó thì không biết làm sao. Bây giờ mình không muốn mà nối tắt nữa. Mình sẽ sửa bằng cách là ngon lành hơn. Mình sẽ tháo ốc ra. Mình sẽ tiến hành đó là thay nó. Rồi đầu tiên mình phải xác định được cái chân nào là chân dương chân âm để mà chút xíu nữa mà khi mà mình khi mà mình hàn con led vô đừng cho nó bị là bị lỗi. Bây giờ mình sẽ lấy cái que, hai cái que này mình sẽ tiếp tục đó là dí vô chân của con led thử coi cái nào là dương cái nào âm. Thì là không đúng rồi nè, không sáng rồi nè, đấy sáng à, sáng à, sáng, sáng, như vậy là chân bên này dương vậy là đảo cái đầu đúng này lại, không người ta đã đảo động lát ở trên này lại, đảo lại, để một xíu nữa chúng ta để vô cho nó đừng có bị lỗi rồi, ok bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó là lấy cái đó là cái con led hỏng ra bằng cái máy là cái máy khòi mini của mình ha. Rồi đây mình đã mở lên rồi trong quá trình mình làm cái này nó hơi lâu nha quý vị. Mình đã thay con led xong rồi nè quý vị. Thay nó vô đây nè, vô cái chỗ mà hồi nãy mình ấy nè ha. Bây giờ mình để đây cho nó nguội lại rồi mình sẽ là cắn vô nó sống là mình kiếm đem gì đó mình sẽ cắt nó.
Rồi, nó đã nguội lại rồi nè. Bây giờ mình sẽ đó là hàng là trở lại. Mình sẽ hàng dây điện nguội lại. Rồi như vậy là mình đã hàn nó lại được rồi nè quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ đem điện thử coi. Chú Hiếu cũng led này nè. Đó nó sáng hết trơn rồi nè. Cho mình nó sáng hết trơn rồi nó tắt luôn nữa. À, bây giờ mình sẽ kiểm tra cái bóng led vừa với bóng led này nè, nó nối tiếp với nhau hai bóng đó sao mà nó cách lấy cái này mình sẽ dí vô đây. Rồi như vậy là thêm con led này nữa, led này chết nữa, ta phải thay thêm con led đó nữa. Đấy, đây là quá trình làm thực tế của mình nha quý vị, có cắt ghép không có gì hết trơn. Sẽ ghép vô lại để trên đây nó mau nguội lắm, tấm này nó tản nhiệt mau. Đây. Thôi hộp chờ đợi. Đấy. Nhìn cho nó nhá nhá cho nó vừa có bị đứt không. Rồi, ok. Xong, bóng. Đấy. Đốt luôn. Wow, quá sáng luôn. Đấy. Sau khi mình thay xong thì bây giờ nó đã sáng trưng luôn rồi. Đó, thay hai con led luôn. Ha. Thì vừa rồi thì mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn cái cách để mà chúng ta thay led bóng đèn. Thay led nó cũng khó chứ không nó dễ, nhưng mà được có một cái là nó sẽ xài đó bền. Nó không có mấy bóng đèn còn lại nó không phải chịu cái áp cao quá cho nên sẽ đứt tiếp ha. Thì trong cách làm của mình thì có nhiều cái nó còn lúng túng lắm, nhưng mà đó là cái sự thành thật của mình ha. Thì mong rằng quý vị là đừng có chê cười mình. Rồi, thân chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video clip tiếp theo.